Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các con tạo bài trình chiếu. Đầu tiên là chúng ta khởi động phần mềm PowerPoint, sau đó chúng ta tạo cái bài trình chiếu, chọn mẫu trình chiếu. Và bước 3 là chúng ta tạo các cái trang trình chiếu. Bước 4 là chúng ta tạo hiệu ứng cho chữ và hình ảnh trên các trang trình chiếu. Và bước cuối cùng đó là chúng ta thiết lập bắt đầu hiển thị cái hiệu ứng. Rồi bây giờ chúng ta khởi động cái phần mềm PowerPoint, nó có cái biểu tượng chữ P. Này, chúng ta nó nhấp vào mở rộng cái màn hình ra. Đó, khi mà khởi động PowerPoint thì nó đã tạo sẵn cho chúng ta một cái bài trình chiếu mới rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chọn một cái kiểu trình bày. Đó, chúng ta thấy chúng ta chọn cái kiểu là slide. Rồi đầu tiên là chúng ta tạo cái trang tiêu đề cho bài trình chiếu. Chúng ta gõ tiêu đề vào đây. Bài trình chiếu hôm nay nói về tác hại của mạng xã hội và cách khắc phục. Này, chúng ta thấy là chữ nó tràn ra thì chúng ta có thể là thu nhỏ chữ nó lại. Đầu tiên chúng ta bôi đen chữ ha, rồi chúng ta dùng cái kỹ thuật mà làm nhỏ chữ xuống giống như là bên Word. Đây. Chúng ta cho nhỏ xuống, đã thay đổi phông chữ và đổi này thành thành phông Times New Roman. Rồi chúng ta căn giữa, rồi sau đó chúng ta cho nó đậm lên thì nó to quá, chúng ta lại cho nhỏ lại một cỡ nữa cho nó vừa. Rồi tiếp theo là chúng ta thêm cái phần thông tin tác giả. Ở đây đó là tên học sinh, thì thầy để tên Nguyễn Văn Nam. Các bạn có thể thay đổi lại theo tên của các bạn. Lớp đó, lớp 6 A4. Các bạn có thể thay này thành lớp 60 hay lớp 70 chẳng hạn, hoặc lớp 61, 71, tùy theo các bạn học lớp nào. Để trả tạo một trang trình chiếu mới, chúng ta nhấp chuột phải vào cái vùng trống phía bên dưới cái slide hiện tại, sau đó chọn New Slide thì chúng ta sẽ có một cái trang trình chiếu mới. Chúng ta đánh tiêu đề cho trang trình chiếu mới. Tiêu đề này nó là giảm tương tác giữa người với người. Xài mạng xã hội nhiều quá thì chúng ta thấy là cái sự tương tác giữa người với người nó giảm đi. Ai cũng ôm cái điện thoại, không có chịu nói chuyện với nhau. Chúng ta thêm hình và trang trình chiếu thôi. Ta chọn Insert, chọn Picture, chúng ta chọn tới cái thư mục mà lưu hình ảnh của chúng ta. Đây là dạy học online này, trình chiếu này, hình ảnh này, chúng ta chọn. Như cái hình ảnh chúng ta thấy là đi ăn với nhau mà mỗi người cầm một cái điện thoại. Tiếp theo chúng ta tạo một cái trang trình chiếu mới nữa. Và chúng ta tương tự như vậy, chúng ta cũng gõ tiêu đề cho cái trang trình chiếu mới và chèn hình vào. Tiêu đề cho trang trình chiếu mới này đó là lãng phí thời gian và sao nhãng mục tiêu thực của cá nhân. Khi mà dùng mạng xã hội nhiều quá thì chúng ta tốn rất là nhiều thời gian và chúng ta không có hoàn thành được cái mục tiêu cá nhân của chúng ta. Tối ngày là chúng ta chỉ có bấm điện thoại và chúng ta kết bạn nói chuyện cũng thông qua điện thoại nha. Thậm chí là những người lính cũng chỉ có biết vác bàn phím thôi. Các bạn tự chọn những cái hình ảnh phù hợp, các bạn chèn vào cái trang trình chiếu của chúng ta ha. Rồi
Chúng ta tiếp tục thêm các trang trình chiếu còn lại để chúng ta có thể có được nội dung của cái bài trình chiếu hoàn chỉnh. Chúng ta làm thêm vào ha. Có rất là nhiều cái tác hại, trong đó có cái tác hại đó là không có cái sự riêng tư. Và đây là 6 cách để khắc phục cái cơn nghiện mạng xã hội. Cách thứ nhất đó là online có mục đích. Cách thứ hai đó là tìm ra những cái điều thú vị hơn là mạng xã hội. Tìm ra những mục đích chính, chính đáng đó, tức là cần thiết để mà chúng ta học online. Cắt đứt mạng xã hội vào cuối tuần và chúng ta hành động thực tế chứ không có sống ảo. Và cuối cùng là chúng ta tập thể dục thể thao. Chúng ta tạo ở đây là chúng ta thầy chỉ cho các bạn là tạo cái chỉ mục cho các cái dòng. Ở đây trang cuối cùng chúng ta xóa cái khung dưới đi. Chúng ta kéo rộng cái khung ra, thêm vào đó là chúc các em làm bài tốt, rồi cắm giữa cho đậm lên. Rồi sau đó thì chúng ta kéo lên trên và bắt đầu chúng ta tạo hiệu ứng cho chữ và hình. Đầu tiên là chúng ta tạo hiệu ứng cho cái tiêu đề của bài trình chiếu. Rồi chúng ta chọn nó, rồi chúng ta vào animation, chọn một cái kiểu trình chiếu mà chúng ta ưng ý, slide, flat in, split này, wide này, shape này, và rất là nhiều cái kiểu hiệu ứng khác nhau. Rồi tiếp tục chúng ta tạo cái hiệu ứng cho tên học sinh. Thầy chọn flat in, lớp học thầy cũng chọn flat in. Có rất là kiểu trình chiếu, tuy nhiên là chúng ta nên chọn cái kiểu trình chiếu nào cho nó phù hợp, không nên lạm dụng. Ở đây là chúng ta đang trình chiếu, chúng ta đang thuyết trình chứ không phải là chúng ta biểu diễn. Ở đây là chúng ta đang là thuyết trình chiếu thử. Đó, thấy hình ảnh nó sẽ chạy như vậy, những cái hình ảnh và chữ nó không có cái hiệu ứng thì nó sẽ không cho chạy. Và để kết thúc cái bài thuyết trình chúng ta nhấn Escape. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ tạo các hiệu ứng cho các cái chữ và các cái hình còn lại. Tương tự như slide 1. Chúng ta chọn hiệu ứng cho cái dòng tiêu đề. Rồi. Sau đó chúng ta chọn cái hình. Rồi, chúng ta tạo hiệu ứng, chọn hiệu ứng cho cái hình. Ở đây thầy chọn cái queo cho cái hình nó quay quay. Rồi, tiếp tục chúng ta tạo hiệu ứng cho cái trang trình chiếu số 3. Rồi, cũng làm tương tự đối với lại cái dòng tiêu đề của trang trình chiếu số 3. Chọn hiệu ứng slip. Rồi chọn cái hình thứ nhất. Chọn hiệu ứng cho hình thứ nhất. Chọn hình thứ hai. Chọn cái hiệu ứng zoom cho hình thứ hai. Rồi chúng ta trình chiếu thử xem nào kết quả như thế nào. Chúng ta thấy là nó chữ nó không chạy, chúng ta phải click chuột. Ngay cả cái dòng đầu tiên chúng ta cũng phải click chuột nó mới chạy. Những dòng tiếp theo chúng ta cũng phải click chuột luôn. Muốn qua trang chúng ta cũng phải click chuột, nhưng mà khi qua trang thì cái hiệu ứng đầu tiên nó không có chạy, chúng ta cũng phải click chuột nó mới chạy. Trang thứ tư là nó chưa có hiệu ứng. Escape để chúng ta thoát chế độ trình chiếu.
Rồi, chúng ta thiết lập cái cách bắt đầu hiển thị hiệu ứng, tức là chúng ta thiết lập cho là cái hiệu ứng đầu tiên của mỗi trang là khi nó chuyển trang nó tự chạy. Chúng ta chọn hiệu ứng đầu tiên, sau đó chúng ta chọn start, chọn after. Nhớ là trong cái thẻ là animation. Rồi, tương tự vậy như cái dòng số 1 chúng ta, cái trang số 1, cái trang số 2 chúng ta cũng làm vậy. Và các bạn lấy khi chúng ta chọn là Start with Premiere View thì cái hiệu ứng đầu tiên nó sẽ trở thành hiệu ứng số 0 chứ không phải hiệu ứng số 1 nữa. Đây, số 0. Bây giờ chúng ta chạy thử, kết quả nó sẽ khác ha. Đó, khi chạy cái là tự động là cái hiệu ứng đầu tiên nó được chạy luôn. À, chúng ta chạy lại từ đầu. Đó. À, sang trang thì hiệu ứng đầu tiên nó chạy luôn. Sang trang nữa thì hiệu ứng đầu tiên nó cũng chạy. Và chúng ta tương tự như vậy, chúng ta tạo hiệu ứng cho các cái trang tiếp theo để chúng ta có kết quả như cái phần video còn lại. Chúng ta có thể là chạy cái trang mà chúng ta đang là tạo hiệu ứng. Bắt đầu từ cái trang mà chúng ta đang chạy hiệu ứng hoặc là chạy từ đầu. Các bạn cũng không nhất thiết là phải chọn những cái hiệu ứng mà giống như là hiệu ứng ở trong cái video này. Các bạn có thể chọn cái hiệu ứng khác mà các bạn thích. Đó. Thầy thì thầy thích cái nó đơn giản. Rồi.